Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phong RV. Tiếp tục ngày hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, chính ngày đại lễ mùng 2 tháng 9 ngày Quốc khánh. Và hôm nay thì bên em bắt đầu cái chương trình mua hàng được tặng quà. Các bác mua tivi ngày hôm nay, những cái mẫu tivi mà không có trên tờ rơi, không có trong chương trình mà hôm trước em quay thì đều được tặng quà. Những cái mẫu tivi mà có trên tờ rơi thì là những cái mẫu tivi mà em đang để bảng giá to, là bảng giá khuyến mại giảm giá trực tiếp rồi. Còn những cái mẫu tivi mà để bảng giá nhỏ ấy, thì đều được tặng quà. Quà hôm nay thì các bác sẽ bốc. Đây, em sẽ quay ra cái khu quà cho các bác xem. Hiện tại thì khách hàng cũng đang mua hàng và đang bốc quà bên này. Đây là toàn bộ quà tặng ở bên em. Mọi người mua hàng, đơn hàng từ trên 1 triệu thôi là đã được bốc chọn quà ở đây rồi. Và các bác mua tivi ấy thì sẽ đều được bốc nhá. Những cái mẫu tivi mà không có trên tờ rơi, nghĩa là chưa được giảm giá trong chương trình thì sẽ được bốc quà. Và ngày hôm nay thì ngoài chương trình bốc quà ấy, thì bên em còn tiếp tục giảm giá thêm cho dòng tivi của LG và Samsung, mẫu 65 inch và 75 inch tiếp tục giảm giá. Thì em sẽ cập nhật thêm trong video để các bác tham khảo. Và bác nào mà quan tâm mua hàng, cần tư vấn về tivi, mua tivi, các bác cứ gọi về số tổng đài bên em là 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá. Website sẽ là eco-mart.vn. Và ngay sau đây thì em sẽ bắt đầu video cập nhật giá những cái mẫu tivi được giảm ngày hôm nay để gửi đến các bác. Tương tự cái mẫu 55 inch ngày hôm qua em có cập nhật ấy, thì ngày hôm nay tiếp tục giảm thêm là 65 inch và mẫu 65Q70D của Samsung thì tiếp tục được giảm giá. Dòng Q70D là dòng mới năm 2024 của thương hiệu Samsung. Màn hình 65 inch thì độ rộng rơi vào 1m46 và khoảng cách các bác xem ấy, mẫu này thì khoảng tầm là 3m, rất là đẹp. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 120Hz, công nghệ nét viền 2 màu và tấm nền VA. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W. Mẫu 65Q70D thì cái mức giá đang bán rơi vào là 18.870.000. Nhưng ngày hôm nay thì giảm giá thêm, giảm thêm 300. Giá thành nó chỉ còn là 18.570.000, 18.570. Và ngoài giảm giá thì các bác mua hàng trong ngày hôm nay và ngày mai thì được bốc thăm chọn quà. Bốc thăm cái đảo quà em vừa mới quay ấy, thì các bác được bốc trúng phần quà nào thì bên em sẽ gửi tặng kèm theo tivi cho các bác. Mẫu 65Q70D đây, mẫu mới 2024, giá còn là 18.570.000. Màn hình đẹp, tần số quét 120, các bác xem bóng đá, xem phim hành động rất là đẹp ở mẫu này. Âm thanh thì 20W, có hai củ loa, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Chân đế thì bằng kim loại để chính giữa. Thì đây là mẫu đầu tiên, mẫu 65Q70D. Cái phần bốc thăm chọn quà thì các bác ở xa nếu như mua hàng qua điện thoại thì các bác cứ gọi điện về bên em, thì bên em sẽ gọi video call trực tiếp cho các bác, rồi bên em bốc hộ các bác cũng được. Các bác bốc hộ các bác trúng cái nào thì khi mà quay video thì các bác đã nhìn thấy ngay và bên em sẽ gửi theo cái tivi, gửi cùng tivi để gửi đến các bác. Tiếp theo cái mẫu thứ hai là mẫu 65Q80D. Mẫu 65Q80D cũng là đời mới 2024 của Samsung. Dòng Q80D là màn hình đẹp hơn, cấu hình cao hơn. Thiết kế bên ngoài của mẫu này cũng là thiết kế tràn viền vô cực, viền bằng kim loại màu bạc, nhìn rất là sang và đẹp. Chân đế cũng bằng kim loại để ở chính giữa. Đây chân đế đây. Thiết kế mặt sau của tivi đây. Với cái thiết kế của dòng cao cấp thì dòng 65Q80D có cấu hình màn hình độ phân giải là 4K, tần số quét là 120Hz, chip là chip đời cao NQ4 AI Gen 2, chip mới nhất trong năm nay. Âm thanh là 40W, có 4 củ loa tích hợp đồn bán mốt trên loa của TV. Màn hình thì công nghệ nét nền Full Array, cái màu sắc, độ tương phản cũng như là độ chi tiết hình ảnh của màu này thì là dòng cao cấp, màn hình rất là đẹp. Thiết kế mới, giao diện mới trong năm 2024, có thêm cả các tính năng tiết kiệm điện cho các bác sử dụng nữa. Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, rồi điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Mẫu 65Q80D thì
trong ngày hôm nay bên em giảm giá thêm là 500.000. Giá cũ đang bán là 23.370.000, nhưng giá ngày hôm nay trừ thêm 500 thì mức giá nó sẽ còn là 22.870.000, 22.870. Mua hàng trong ngày hôm nay ngày mai vẫn được bốc thăm chọn quà, thì đấy là cái ưu đãi rất là to mà bên em gửi đến các bác trong cái dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này. Các bác mua hàng trong dịp này vừa được giảm giá, vừa được tặng quà các bác nhé. Qua dòng 65 inch thì em chuyển sang dòng 75 inch. Mẫu 75 inch được giảm giá trong ngày hôm nay, đó là dòng 75DU8000 của Samsung. Mẫu 75DU8000 đời mới 2024 của Samsung. Dòng DU8000 thì ra mắt thay thế cho mẫu BU8000 của năm trước. Mẫu này thì thiết kế bên ngoài viền cũng là viền mỏng, viền nhựa, chân đế thì để hai bên. Riêng ở dòng 75 inch thì cái chân đế của nó sẽ có hai cái mức để chân để các bác thay đổi. Một là các bác để ở trong như em đang để, hai các bác có thể dịch chuyển ra ngoài. Nếu như kệ nhà bác nào mà to mình để ra ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Thiết kế mỏng. Mẫu DU8000 trong năm nay ấy, thì mặc dù cái cấu hình của nó là dòng Crystal UHD màn hình 4K tần số quét 120 thôi, không phải là QF, nhưng mà cái màu sắc em đánh giá thì màu sắc nó đẹp ngang bằng so với cả mẫu Q60B của năm 2022. Màu sắc độ cân bằng trắng của năm nay thì nó hiển thị đẹp hơn nhiều. Màu sắc màn hình của nó độ tương phản cũng cao. 75DU8000 thì cũng có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Về mức giá thành thì trong ngày hôm nay cũng giảm thêm là 300. Giá cũ đang bán là 20.230.000. Và ngày hôm nay thì trừ thêm 300, giá sẽ còn là 19.930.000. 19.930 cho mẫu 75DU8000. Và tiếp tục mua trong ngày hôm nay được bốc thăm chọn quà. Mua hôm nay và ngày mai các bác được bốc thăm chọn quà các bác nhé. Qua dòng DU8000 thì có thêm cả mẫu 75Q70D cũng được giảm giá trong ngày hôm nay. Mẫu 75Q70D bên em đang bán để đây. Màn hình 75 inch thì độ rộng là rơi vào 1m67. Khoảng cách các bác xem thì các bác xem từ 3m rưỡi đến 4m là phù hợp với mắt của mình. 75Q70D tần số quét là 120, màn hình không ngại nét viền hai màu. Âm thanh thì có tổng công suất là 20W. Mẫu Q70D này thì giống với cả mẫu 65Q70D bên này. Nói chung là thiết kế bên ngoài rồi cấu hình tivi giống nhau, chỉ khác nhau về cái size thôi. Về mức giá thì mẫu 75Q70D đang bán là giá cũ nhá các bác nhá. Giá cũ rơi vào là 28.070.000. Nhưng ngày hôm nay thì giảm thêm là 600.000. Vì vậy mà mức giá sẽ còn là 27.470.000, 27.470. Tiếp tục mua ngày hôm nay được tặng thêm quà, bốc thêm quà. Bảo hành thì TV sẽ là 2 năm chính hãng tại nhà, hỗ trợ một đổi một trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu như mà có lỗi do nhà sản xuất. Đây là bảo hành chính hãng tại nhà toàn quốc, các bác ở đâu cũng sẽ được bảo hành tại nhà. Sẽ có kỹ thuật của hãng về tận nhà các bác để kiểm tra sửa chữa tại nhà. Và bảo hành thì sẽ kích hoạt điện tử theo số điện thoại của các bác mua hàng. Vì vậy các bác rất là yên tâm mua hàng bên em. Muốn tư vấn kỹ hơn các bác cứ gọi trực tiếp về tổng đài giúp em. Qua dòng 75Q70D thì em chuyển sang thêm một mẫu nữa. Đó là dòng 75Q80D cũng được giảm giá trong ngày hôm nay. 75Q80D thì thiết kế giống với cả 65 đây. Thiết kế viền kim loại, tràn viền, viền màu bạc. Viền trên màu bạc, chân đế cũng màu bạc. Màn hình công nghệ nét nền Full Array, tần số quét là 120. Chip là NQ4 AI Gen 2. Dòng mới nhất của Samsung trong năm nay. Mẫu 75Q80D thì giá thành trong ngày hôm nay bên em giảm giá là 500.000. Giá cũ đang bán là 33.070.000, nhưng trừ thêm 500, vì vậy cái mức giá sẽ còn là 32.570.000. 32.570 cho mẫu 75Q80D. Và tiếp tục mua trong ngày hôm nay cũng được bốc thăm chọn quà, các bác nhớ giúp em. Mua ngày hôm nay và ngày mai sẽ hỗ trợ thêm bốc thăm chọn quà. Cái quà thì sẽ có nhiều mức quà khác nhau. Thì các bác may mắn vào món quà nào thì bên em sẽ gửi tặng kèm theo TV. Cái quà này thì sẽ không quy đổi ra tiền mặt đâu nhá.
Tiền thì bên em đã trừ hết vào chương trình khuyến mại rồi. Còn quà này là tặng thêm trong cái dịp mùng 2 tháng 9. Rất là nhiều khách hàng mua hàng và được đã bốc quà, chọn quà rồi. Các bác nhìn này, khu bốc thăm chọn quà rất là đông. Và khách hàng mua hàng thì sẽ ra đấy để bốc. Còn các bác mua ở xa, các bác mua qua điện thoại ấy, thì bên em sẽ quay video, gọi điện video bốc chọn quà cho các bác. Và tiếp theo một cái mẫu nữa, đó là mẫu 75Q60D cũng được giảm giá trong ngày hôm nay. Dòng 75Q60D là dòng mới 2024. Mẫu Q60D là dòng QF màn hình 60Hz thôi. Màn hình 4K nhưng tần số quét 60. Mẫu QF mà giá rẻ nhất trong năm 2024. Mẫu 75Q60D thì trong ngày hôm nay giảm giá là 700.000. Giá cũ đang bán là 23.270.000. Nhưng trừ thêm 700, mức giá sẽ còn 22.570.000 cho mẫu 75Q60D. Nói chung là thiết kế thì giống với cả mẫu Q60B năm trước thôi. Giống nhau hết các bạn nhá. Nhưng mà đây là mẫu mới trong năm 2024. 75Q60D, 22.570.000. Thì đây là toàn bộ những dòng TV Samsung 675 inch được giảm giá trong ngày hôm nay. Tiếp theo, em sẽ chuyển sang dòng của LG. Mẫu 65 của LG được giảm giá trong ngày hôm nay. Thì bên em có giảm giá cho mẫu 65UT8050. Đây em sẽ quay sang bên này. 65UT8050 của LG được giảm giá. Đây là mẫu 65UT8050 của LG. Mẫu này thì là mẫu mới cho năm 2024. Mẫu dòng LG UHD AI Thin Q. Đây UT8050. Hàng nhập khẩu tại Indonesia, bảo hành 2 năm chính hãng tại nhà. Mẫu này thì thiết kế viền nhựa, viền mỏng, chân đế để hai bên. Giao diện mới webOS 2024. Chip là Alpha 5 Gen 7 AI 4K. Chuẩn màu HDR10 Pro. Mẫu này thì có màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60 thôi. Ứng dụng đầy đủ. Đây, ứng dụng TV đây các bác nhìn đúng không ạ? Netflix, FPT, K+, VTV Go, YouTube. Đủ hết ứng dụng này, giao diện mới này, tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, điều khiển chuột bay Magic Remote. Dòng 65UT8050 thì trong ngày hôm nay bên em có giảm giá thêm cho mọi người 400.000. Giá cũ đang bán là 12.890.000 nhưng giá mới nhất ngày hôm nay sẽ còn là 12.490.000. 12.490 cho mẫu 65UT8050. Giảm giá thêm 400 trong dịp này. Và vẫn được mua hàng thì bốc thăm trúng thưởng các bạn nhá, bốc thăm chọn quà. Qua dòng UT8050 thì bên em có giảm giá thêm cho cả một mẫu 65 Nano 81 TSA, dòng Nano Cell của LG. Mẫu 65 Nano 81 thì hiện tại cái mức giá bán bên em giảm giá rất là nhiều. Dòng Nano 81 thì cũng là dòng mới trong năm 2024 của thương hiệu LG. Mẫu đó thì bên em đang để trong kho và em sẽ quay tạm cho các bác mẫu 55 inch. 65 inch thì màn hình độ rộng rơi vào 1m46 các bạn nhé. 65 Nano 81 của LG thì mẫu này thiết kế viền mỏng, màn hình công nghệ Nano Cell có thêm lớp phủ Nano giúp hình ảnh nó đẹp hơn, độ tương phản nó cao hơn, màu sắc độ sáng cũng cao hơn so với cả đời cũ. 65 Nano 81 thì trong ngày hôm nay giảm giá nhiều, giảm giá tới 600.000. Giá cũ đang bán là 14.890.000 nhưng mà hôm nay giảm giá thêm 600, vì vậy mức giá sẽ còn là 14.290.000 mẫu 65 Nano 81. Hàng đều là hàng Indonesia, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Các bác mua hàng bên em thì bảo hành toàn quốc và bảo hành chính hãng, có kỹ thuật của hãng về kiểm tra tại nhà. Thì ở trong TV của LG thì bên em có giảm giá 2 mẫu như vậy thôi. Cả LG, cả Samsung ngày hôm nay thì đều có giảm giá tiếp ở size to, size 65 và 75 inch. Và video cập nhật giá đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh cũng như một like ủng hộ em ra video hàng ngày từ kênh Hải Phòng RV. Một lần nữa thì rất cảm ơn các bác. Bác nào mà muốn mua hàng, các bác cứ gọi về tổng đài giúp em 0974 178586. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.